Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là không khí lạnh đã tác động đến các tỉnh thành miền Bắc nước ta và làm thay đổi hoàn toàn thời tiết ở trên khu vực. Nếu như sáng nay ra ngoài đi làm đi học, quý vị có thể dễ dàng nhận thấy nhiệt độ đã giảm mạnh ở ngưỡng từ 16 đến 18 độ ở vùng núi và trong khoảng 19 đến 20 độ ở đồng bằng. Trời rét, lại có mưa nên ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân trên khu vực này. Và lúc này nhiệt độ cũng không tăng lên được bao nhiêu, với mức nhiệt toàn vùng không nơi nào vượt quá ngưỡng 23 độ. Trời rét ở vùng núi và lạnh ở khu vực đồng bằng. Tuy nhiên, lúc này thì mưa đã giảm, trời có những khoảng giãn mây và khô ráo hơn, khiến cho các hoạt động dân sinh cũng thuận lợi hơn. Tại thủ đô Hà Nội, nơi đây cũng mang kiểu thời tiết đặc trưng tại khu vực phía Bắc, với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ chạm ngưỡng 21 độ. Trời âm u, nhiều mây và độ ẩm không khí trong khoảng 74%, nên cảm giác sẽ lạnh suốt cả ngày. Người dân thủ đô nên lưu ý mang thêm áo khoác để tránh bị sốc nhiệt do sự thay đổi đột ngột về thời tiết. Trái ngược với kiểu thời tiết mưa lạnh của thủ đô Hà Nội, thành phố biển Đà Nẵng lại đang có những ngày thời tiết đẹp, trời không mưa, khô ráo, có nắng nhẹ, với nhiệt độ ngày đêm ở mức 23 đến 30 độ. Đây là kiểu thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du lịch trên địa bàn. Tại các tỉnh thành phía Nam của đất nước, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều có sự giảm nhiệt rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên trong khoảng 30 đến 33 độ, còn tại Nam Bộ cũng không vượt quá ngưỡng 35 độ. Nguyên nhân là do vào thời điểm chiều tối, khu vực chịu ảnh hưởng của gió đông từ biển thổi vào gây mưa dông và gió mạnh. Tuy trời mát mẻ hơn nhưng người dân cần chú ý đến những hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như là dông lốc và gió giật mạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nắng nóng gay gắt đã giảm bớt. Hôm nay trên khu vực vẫn có nắng nhiều, tập trung vào thời điểm trưa chiều với nhiệt độ lúc này trong khoảng 34 cho tới 35 độ. Tuy nhiên vào chiều tối thì khu vực lại có những cơn mưa dông phần nào giải nhiệt cho người dân thành phố. Nhiệt độ được kéo giảm và về ngưỡng 25 độ, trời mát mẻ. Thưa bà con, khối không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong đêm nay và ngày mai tiếp tục dịch chuyển chậm ra phía đông. Khu vực phía Bắc và Đông Bắc của Biển Đông thịnh hành gió hướng Đông Bắc và duy trì cường độ ở mức cấp 6. Sóng biển cao trên 2 mét, biển còn động nên không được thuận lợi cho sự lưu thông của tàu thuyền ở vùng biển này. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông, gió có hướng Đông Bắc là chính và hoạt động với cường độ cấp 4 đến cấp 5, cùng tiết trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng, nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Chỉ riêng vùng biển phía đông nam của huyện đảo Trường Sa và phía nam của Nam Biển Đông vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, khiến cho tầm nhìn bị hạn chế và khả năng có gió giật trong cơn dông. Tiếp nối bản tin là dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa bà con, không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông, nên trong đêm nay và ngày mai, trên vịnh Bắc Bộ, gió sẽ chuyển dần sang hướng đông, sau là đông nam, với cường độ giảm dần xuống mức cấp 3 đến cấp 4, biển êm. Những cơn mưa cũng giảm đi, chỉ còn xuất hiện trong đêm nay và sáng ngày mai ở vùng biển ven bờ. Sau đó, trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng, nên thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động khai thác hải sản của bà con ngư dân, cũng như những chuyến tàu trên tuyến hải trình ra Bạch Long Vĩ và ngược lại. Dọc theo vùng biển miền Trung suốt từ khu vực Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận và Bình Thuận, trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng Đông Bắc đến Đông và hoạt động yếu dần, chỉ khoảng cấp 4. Thời tiết khá tốt, mưa chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi nên ít ảnh hưởng đến tầm nhìn. Vì vậy, việc khai thác hải sản của bà con và những chuyến tàu trên tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn cũng sẽ được diễn ra thuận lợi. Khu vực biển phía đông của Nam Bộ và vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình Vũng Tàu ra Côn Đảo. Trong đêm nay và ngày mai, gió tiếp tục thịnh hành theo hướng Đông Bắc với cường độ phổ biến ở khoảng cấp 4. Tại đây, mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn. Còn trong ngày thì trời có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, nên thời tiết ủng hộ cho các hoạt động. Từ chiều tối nay, ở tầng thấp có bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc nén và đẩy dịch rãnh áp thấp xuống, nên mưa dông sẽ xuất hiện rải rác, tập trung nhiều tại khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Dự báo mưa sẽ còn gia tăng và kéo dài trong ngày mai, nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp, cao nhất vào trưa chiều mai sẽ phổ biến khoảng 24 đến 27 độ, có nơi thấp hơn, trời lạnh. Sang ngày mùng 10, 11 tháng 4, mưa có xu hướng giảm dần và nhiệt độ thì sẽ tăng nhẹ trở lại. Với các tỉnh thành miền Trung ở khu vực phía Bắc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa cũng xuất hiện rải rác từ nay đến ngày mai, nhiệt độ vì thế cũng giảm nhẹ, cao nhất chỉ đạt 26 đến 29 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ban ngày có nắng với nhiệt độ từ 30 đến 33 độ, đến chiều tối thì có mưa dông cục bộ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong thời đoạn 3 ngày tới, xu hướng nhiệt độ giảm dần với mức độ nắng vừa phải, nên có chăng thì cũng chỉ xuất hiện nắng nóng cục bộ ở một vài điểm thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ.
Riêng vào chiều tối mai 9 tháng 4, khả năng ở Nam Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ có xuất hiện mưa dông ở diện rải rác. Cần chú ý đề phòng trong cơn dông sẽ xảy ra hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa thịnh hành gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Với khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Thời tiết ở các vùng biển này ít mưa, chỉ có thể xảy ra mưa dông cục bộ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Như vậy là trong ngày mai mưa xảy ra rải rác ở các tỉnh Bắc Bộ và phía Bắc miền Trung. Sau đó từ ngày 10 tháng 4 mưa giảm và trời có nắng nhiều trở lại. Khép lại bản tin là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố lớn trong chiều và tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin là dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.